hạt B thì đề bài cho là x trừ 2004 phần 15 cộng x trừ 1995 phần 12 cộng x trừ 1989 phần 10 trừ cộng x trừ 1987 phần 8 bằng 10. Thì ở đây các bạn nhìn quan sát giúp Lợi, thì đây là cách của Lợi giải nha mọi người. Thì mẫu số chung các bạn tách thành mẫu số riêng giúp Lợi, được chưa? Vậy x phần 15 trừ 2004 phần 15. Tiếp tục những cái hàng này các bạn tách thành mẫu số riêng giúp Lợi. Đó. Cộng x phần 10 trừ 1989 phần 10 cộng x phần 8 trừ 1987 phần 8 bằng 10. Sau đó những thằng nào x thì các bạn giữ lại, những thằng nào mà số thì các bạn chuyển qua với phải. Vậy thằng này giữ lại nè, thằng này giữ lại nè, thằng này giữ lại, thằng này giữ lại. Vậy là x phần 15 cộng x phần 12 cộng x phần 10 cộng x phần 8 bằng. Chuyển hết những cái thằng này là số chuyển qua với bên phải. Nhớ chuyển với đổi dấu nha mọi người. 10 viết lại trước nè. Rồi đổi dấu nè. Trừ 2, xin lỗi, cộng 2004 chia 15 cộng 1995 chia 12 cộng 1989 chia 10 cộng 1987 chia cho 8. Được chưa? Sau đó các bạn thấy tất cả thằng này có chung chữ gì à? Chữ x đặt làm nhân tử chung, mở ngoặc liền, mang ra, còn lại là 1/15 cộng 1/12 cộng 1/10 cộng 1/8. Được chưa? Bằng viết lại cái đống này. Đó, viết lại cái đống này. Được chưa? Rồi vậy tương đương x sẽ bằng nhân nè, chuyển qua thành chia, viết lại cái đống này trước. Viết là cái đóng này giúp Lợi, sau đó bấm chia 1/5 cộng 1/12 cộng 1/10 cộng 1/8. Và các bạn chỉ cần lấy máy tính ra bấm ra kết quả giúp Lợi, được chưa? Lấy thằng này bấm hết thằng này, nhớ đóng ngoặc vào nha mọi người, rồi chia cho thằng này, rồi ra cái